Rồi, hello, xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay bên em về được một vài dòng micro dây của Shure. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác. Thì đầu tiên đó là SM58 các bác. Thì dòng này đó quá quen thuộc rồi ha. Và lưu ý các bác là tất cả những cái hàng này đều là hàng tuyển chọn, còn rất là đẹp nha các bác. Đây ha, các bác có thể nhìn thấy cây micro này, nó đẹp keng sà beng ha. Đó, 98-99% rồi các bác, nói chung là đẹp keng sà beng này. SM58 thì hồi đó giờ vẫn giữ giá nha các bác, 2 triệu một cây. Đó, cây nào cũng đẹp như nhau ha, đẹp keng sà beng, đẹp xuất sắc nha các bác, 2 triệu một cây. Rồi, tiếp theo đó là SM58S. S là dòng có công tắc nha các bác. Chất âm thì nó cũng y chang nhau thôi, nhưng mà một đời thì nó có công tắc, còn một đời nó không có công tắc ha. Đây là SM58S. Thì SM58S này giá là 2 triệu 3 ha các bác. Nó cao hơn một chút so với SM58. SM58S sẽ có 2 cây, giá 2 triệu 3 một cây ha. Tiếp theo đó là dòng beta. Đợt này thì em không không có beta 58 ha các bác, mà đợt này sẽ có là beta 87C. Đó, beta 87C ha. Và cây này là đẹp gần như mới các bác, đẹp như mới luôn ha. Beta 87C thì các bác, nhiều bác thì hỏi là 87C, 87A thì nó khác nhau cái gì. Thì thực ra nó gần như tương đương các bác, nhưng mà chất âm có 87C nó sẽ trầm hơn, nó sẽ trầm hơn so với 87A. 87A thì nó sáng tiếng hơn. Đó, nó chỉ thế thôi các bác ha. Rồi, 87C ha, giá của cây này là 4 triệu các bác. Hàng đẹp gần như mới nha. Rồi, anh cả, đó là Beta 87A. Hàng đẹp xuất sắc nha các bác. Đó ha. À, Beta 87A giá là 4 triệu 6 nha. Cây này 4 triệu 6 một cây. Ở đây em có một cây Beta 87A nhưng mà mất tem hả các bác. Bị mất tem chỗ này nè. Đó. Hàng xịn vẫn là hàng xịn hả các bác, nhưng mà tất nhiên nó bị mất tem. Thì 4 triệu, bán 4 triệu cây này ha. Rồi, ngoài ra thì em sẽ có là thêm đây hai cây Sennheiser 865S, 865 cho nhầm. Hàng này made in Germany nha. Đó. Hàng đẹp. Like new như mới luôn ha. Giá cây này là 4 triệu nha các bác. Cây này đẹp là 4 triệu ha. Đó. Còn cây này có một cây mình hơi chạy hơn chút xíu. Chạy chút xíu thôi. Đó, chạy chỗ này nè. Còn lại cũng đẹp như mới nè ha. Giá cái này là 3 triệu 8. Đó. Made in Germany ha, 3 triệu 8. Còn cái này mới đẹp thì 4 triệu ha. Các bác lưu ý giùm em là tất cả Sennheiser 865 và Shure Beta 87A và C thì những dòng này là dòng condenser ha, nên là khi các bác nào xài van số hoặc âm ly thì phải qua nguồn Banter 48V ha. Còn nếu các bác nào xài mixer thì chỉ cần bật bantam trên mixer là được. Còn đối với SM58 thì các bác không cần ha. Đó. Thì thêm nữa là em sẽ có một cây SM58 nguyên hộp đây. Thì cây này là 2 triệu 3 một cây ha. Hàng đảm bảo là made in Germany đàng hoàng các bác. Tất cả hàng là made in Germany ha. SM58 này là mới 100% nha. Đây, made in Mexico nha. SM58 Made in Mexico, hàng mới full hộp thì giá là 2 triệu 3. Ngoài ra thì em đang sẽ có hai cây Beta 87C, hàng mới full box 100% các bác, Made in Mexico ha. Và đây là hàng mới 100% các bác ha. 4 triệu rưỡi một cây. Đó. Rồi, các bác lưu ý là tất cả giá là chưa bao gồm dây nha các bác. Dây thì ở đây em sẽ có hai loại dây, một cái loại dây tốt tốt thì là 300 ngàn một sợi 5 m, còn đối với dây mà tốt thì là dắt new chick, và dây là dây Mogami hàng xịn ha, thì dắt new chick xịn luôn.
chân chân đồng đàng hoàng thì giá là 700 ngàn một sợi 5 m, nhưng mà các bác nào mua kèm mic thì sẽ được giảm giá 100 ngàn, thì sợi dây là 600 ngàn ha. Còn mic giá thì em báo là chưa bao gồm giá ship nha các bác. Đó, SM58 là 2 triệu này, SM58S là 2 triệu 3 ha. Beta 87C là 4 triệu ha. Tại Beta 87A là 4 triệu 6, cây Beta 87A mất tem thì là 4 triệu. Sennheiser 865A là 3 triệu 8, cây này 4 triệu ha. SM58 hàng mới full box 100% là giá 2 triệu 3. Còn Beta 87C hàng mới 100% luôn là 4 triệu rưỡi ha. Rồi ok các bác. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Đảm bảo các bác là tất cả đều là hàng hàng chuẩn xịn hết nha các bác. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.